tại sao các người mẫu diễn viên hàng đầu thế giới và hàng ngàn hội viên tại Diamond Fitness Center và ngay cả bản thân mình lại chọn yoga là phương pháp tập luyện hàng ngày. Đó là vì yoga mang lại rất nhiều lợi ích mà không bộ môn nào có thể thay thế được. Yoga chính là vũ khí bí mật giúp mình cân bằng lại cuộc sống, lắng nghe cơ thể để từ đó quên hết mọi muộn phiền lo âu. Diamond Fitness Center chính là nơi mình lựa chọn luyện tập yoga mỗi ngày. Trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ các thầy yoga Ấn Độ tại Diamond Fitness Center giúp mình thoải mái và kết nối tinh thần nhiều hơn với buổi học. The environment in Diamond Fitness Center, I felt so good and the energy is really quite high, which really made me to get in here. And the company is really very professional. Namaste. Buổi tập mình có thể thư giãn tại phòng xông hơi với hồ bơi trong nhà cực rộng hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi tại phòng lodge đầy tiện nghi. Khi đã có môi trường luyện tập yoga hoàn hảo, việc của bạn chỉ cần chăm chỉ học và đón nhận những lợi ích tuyệt vời từ yoga đem lại. Còn chần chừ gì nữa, đến Diamond Fitness Center ngay hôm nay cùng trải nghiệm thiên đường yoga dành riêng cho bạn nhé.